안녕하세요. 오늘 우리가 수업 시작하겠습니다. 수업을 여기 있잖아요. 그러면 어떻게? 오늘 우리가 이 그림을 보고 얘기해 주세요. 이 그림을 보면은 무슨지 알아요? 무슨지 알아요? 그라이는 이네 동지라. 나 동일한 목가이야. 동일 고가 그럴 그디. 수 있을 구매 시스템, 뭐, 그 제품 관리 뭐 해, 이건 구매 관리 시스템, 구매, 관리 시스템이요. 구매 관리 시스템이요. 오케이. 구매 관리 시스템이요. 지금 오늘 구매 관리 시스템을 우리가 항목이 10가지 있어요. 그러면은 10가지 다 자세히 설명해 주세요. 근데 설명하기 전에 우리 선생님이랑 같이 알아보세요. 첫 번째는 소모를 알기라 한번 알아보세요. 나 궁금해요. 나 소모라디 관리 방자. 어떻게 말해요? 가격표 관리. 가격표 관리, 다음에 관리냐 품격 관리 어디지? 관리냐 주소 맞는 공급 업체 관리. 주소 다 맞는 공급 다 관리 관리자 공급 관리 어디지? 그럼 그냥 공급 관리자 그룹 때로는 땡디 땡 공급 그래 뭐 hệ thống cho nên nó không giải tỏa mấy cái này đâu. Thì cần là kỹ năng cung cấp cho quản lý hoặc cung cấp bảo chế quản lý có cái mà đặc biệt yêu cầu mua hàng là gì? Yêu cầu mua hàng Bố mẹ yêu thương. không cũng nghe hiểu cho tiếp theo lập hỏi giá tức là như là lập hỏi giá là mình đi hỏi giá thôi tiếp muốn đi Cá chép muốn đi. đi đấy là hỏi đúng không tiếp nhận báo giá Con chắc so một con chắc so chắc sư trời tóc to nhập tính nhất nhận nhập nhập chọc su coupon đơn hàng mua đơn hàng gì từ mẹ to men thầy to chúng ta chỉ còn cái từ phải chú cho là đơn hàng rồi đúng không hoặc là chúng ta nói tắt là bio nhá đơn hàng mua đúng không? Tiếp Yêu theo nhập kho it cô và mê trả hàng go nạp nạp thung là giao hàng chứ trả phun trả pan 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 hàng hỏng hàng có pan cái gì pan phun thành nạp hay là gì pan không thành thung chứ quên thành thung nạp thung là giao hàng thành thung là trả hàng đúng không nhá còn cái từ thành cái từ bàn nạp thì nó là trả hàng theo kiểu dạng như mượn sách ở thư viện đúng không? Mượn sách hoặc là thuê thuê một cái gì đó ở đâu đấy thì mình sẽ là trả lại đúng không? Dùng xong rồi trả lại tiếp liên kết với các phân hệ khác liên kết với các phân hệ khác thì nói là liên kết với các phân hệ khác cái này chứ là tôi ý em có thể Phân hệ lấy liên kết với các phân hệ khác các nhà cung cấp là khác tư nhân chỉ thay đó chúng ta là AG là cái khác đấy đúng không? Tiếp theo chúng ta hệ thống phiếu in và báo cáo mua hàng hệ thống phiếu in và báo cáo mua hàng cái Chứng phiếu minh in tức là mình sẽ phải in tâm cái phiếu một cái tem một cái mã nào đấy để mình dán lên sản phẩm ấy không biết là bọn em có cái dùng từ để có dùng là barcode thử không cái từ barcode này này cái mã barcode ai tầm á tem đó có cái mã vạch chứ mã vạch đấy bình thường mình ví dụ bình thường nguyên vật liệu về kho là mình cũng hay in cái mã vạch đấy thôi dán lên trên dán lên trên chẳng nguyên vật liệu để quản lý ở trong kho đấy biết được bên em có thế không cái tên
cái gì á? Cái đó cái tem hàng hơn, Ừ, mà cái là này cái là hàng đấy, cái kiểu kiểu in đấy đúng không? cái hệ thống. Nó là một hệ thống nhé, nó là một hệ thống thì mình vào đấy mình nhập nhập mã lên xong rồi mình ấn in 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 ra, nó sẽ ra một loạt, xong rồi mình cứ thế mình đi dán lên những cái sản phẩm mà mình đã nhập về kho thôi đó, để mình quản lý cho dễ. Sau lúc nào đi, lúc nào ví dụ như là khi nào mình xuất ra sản xuất ấy, mình chỉ cần quẹt cái mã thì cái là nó hiện trên hệ thống hay là còn bao nhiêu, còn hay không, hay là đã xuất hay chưa, kiểu như thế. Tiếp theo sau rồi cái gì là báo cáo mua hàng của mẹ của cô đúng không, em Ừ. đấy. Hôm nay cái mẫu này em cứ đơn giản, em cứ hình dung, em cứ xem các mình là gì, của mê team xích chỉ quân đúng không, là nhân viên mua hàng thì em giải thích, em chỉ cần thần ta là kêu xong nhanh hết tôi hiểu và trái xe hí ở khu chơi chụp rồi xong nhanh hết biết rồi sẽ hiểu nhưng chỉ cả xong nhanh khăn của em xong xin nhìn bù đau bố bố và bù đau bố bố cứ nhanh bố thế ta tham nhân tiền. Em cứ nói một cách đơn giản thôi, sau rồi thầy hỏi hỏi xong em trả lời cho thầy là được đấy. Ví dụ em chỉ cần nói là bây giờ tôi giới thiệu cho bạn về hệ thống mua hàng thì số 1, số 2, số 3, số 4, số 10 là gì đó, xong em bảo là đấy mọi người có gì hỏi không, hay có gì không hiểu hay thắc mắc không hỏi đi, thì thầy sẽ hỏi ví dụ hỏi hạng mục 1 của mục 2, hạng mục 3, hạng mục 4 hay hạng mục bất cứ một hạng mục nào đấy, thì sao em giải thích cho thầy là được mà nhá, hiểu không? Thì sẽ bị cắt, có hiểu 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 cách tức hôm nay không? Hiểu Rồi hiểu. ok, chữ tương chữ tương đúng chữ đã y chúng mình quản lý chữ mình thẻ rõ sau nhanh hết chút gì chữ đã là bốn. Anh nói theo cho nên em Nha thế đó. anh nói theo cho nên của mẹ team nhưng mẹ của người ta ở nơi trên của mẹ quản lý system mẹ để hắn ta nào kê số cái hệ thống cho sinh người ta ít tên mình xong rồi rồi kê ta để sinh người ta y con mình hạ cho khoảng dự ban nên phải nhé. internet 안 좋은 것 같아요. 아까 뭐 윤씨가 얘기했던 거 제가 이해 뭐못 들었거든요. 지금도 몇다가 안 돼요. 윤 mà em bị làm sao, em cứ nói vừa nói số 1 xong sau sang số 6 luôn, thầy không nghe được gì cả. Em nghe được không? Hay là mạng bên thầy của mình? Mẹ nó giật giật thôi, Hay là mẹ nó bị giật. mạng thầy hay mạng nghĩ em? Nghe thầy có bị giật đâu, em nghe của thầy có giật đâu, nhớ vô gì đó anh nhớ gì đâu rồi Gì hết trời. thầy không nghe được Nhung nói đâu. Từ lễ Vậy giờ á. nói không? Thầy nghe vậy. Từ lễ giờ em có nói không? Thầy không nghe được gì cả. Em chắc nhận hẳn cho anh sau cứ để Cảm ơn xe. con sẽ nhìn chạy từ lại đó. Tại tôi sẽ nhưng chỉ có thả xì trong to thả xì số kia bố sẽ Nè, anh nhớ CEO cho anh nên của mẹ xin lúc mẹ đã qua người ta. Ôi nơi đơn của mẹ quản lý system mẹ để hết thành đơn là kê số cái hệ thống cho người ta. System nên xong rồi thay chi cái xin người ta. Em bọn mình khá cấp cho quản lý. Chú bọn nên chú cung cấp ra quản lý. Tâm bọn nên của mẹ dự thân.
4번 가격 문의, 5번 견적서 접수, 6번 발주석, 7번 입고, 8번 반품, 9번 기타, 그리고 마지막은 사고수 시스템 및 구매 보고입니다. 마무리 해주세요. 나 em làm em hoàn thành nó rồi, sắp được để nói những điều gì nữa. Nhưng mà nó ngắn quá em. À, quên chán nào, quên chán Cái nào. thấy Chúng cứ mình tạo ra chỉ đang kỹ. bố đọc tốt thể ta ba miên hiểu. Giờ kia các chị mẹ quản lý system mẹ ok. Giờ kia các chị đến nắp sinh mình ta. Anh chờ đâu chưa có cảm ơn nhiều. 혹시 여러분 궁금한 거 있어요? 그렇게 물어보세요. 네, 혹시 이 시스템은 여러분이 궁금하는 거 있으세요? 궁금한 거 있어요? 궁금한 거 em có있으세요? thể nói là혹시 여러분 이 시스템에 대해서 궁금한 거 있어요? 아니면 질문이 있나요? 네. 물어보세요. 제가 대답해 줄게요. 그렇게 말하면 돼요. 다시 말해 보세요. 네, 혹시 이 구매 관리 시스템에 대해 궁금한 거 있나요? 그냥 물어보세요. 그냥 물어보세요. 제가 그냥 대답할게요. 물어보세요. 그냥 물어보세요. 제가 대답할게요. 물어보세요. 네, 그러니까 이게 biểu hiện그냥 tại sau này mình cũng phải dùng để nói sự vâng. À, tiếng Hàn thì thả mai một chút. Kính chào, 물어보세요. 제가 대답해 줄게요. 아, 예, 제가 뭐 질문이 있습니다. 혹시 물어봐도 돼요? 네, 물어볼 수 아, 네, 물어보세요. 네, 물어보세요. 있어요. 아, 네. 네, 물어보세요. 알겠습니다. 혹시 제가 아가 뭐가? 2번은 아가 공급자 관리라고 했는데 혹시 제목을 보면은 제가 무엇인지 이해 못 했거든요. 다시 구체적으로 뭐 설명해 주세요. 이번은 한 상품은 구매할 때 공급자가 많이 있어요. 그 상품은 네, 그래서 우리는 가장 좋은 공급자는 고르고 한 회사는 상품을 많이 사서 작품 많이 사서 그래서 공급자도 많이 있어요. 많이 있어요. 마치 그래서 공급자 관리 시스템은 필요해. 필요해요. 근데 네. 1번에 들어가시고 우리가 어떤 정보를 알수 있어요? 공급자 주소, 공급자 번호, 연락처, 공급자 주소, 연락처, 꼭또 뭐가 있어요? 이게 막 한, 만약 공급, 뱅. 어떻게 말해요? 상품, 주소, 네, 정보, 뭐 있고 그리고 그 업체에서 어떤 원자재를 하는지 그렇게 말하듯 nhà cung cấp đấy họ đang bán những nguyên vật liệu nào đúng không? Đó. Thì than nào vậy không? Nó cũng xuất hiện hết ra ở trong đấy đúng không? Than nào vậy không? Đầu tiên là thầy giải thích cho em đang chưa được hiểu lắm về cái Ebon này đúng không? Nhưng bây giờ thầy nói tiếng Việt cho em nói tiếng Hàn nhé. Thầy giải thích tiếng Việt xong để nói tiếng Hàn thì cái số số 2 này thì em phải hình dung ra này, ở đây nó còn ghi rõ là gì, quản lý nhà cung cấp có nhiều địa chỉ, tức là như nào quản lý nhà cung cấp có nhiều địa chỉ, tức là có quản lý nhà cung cấp có nhiều địa chỉ, tức là nhiều khi nhá có một sản phẩm đúng không,
có một nguyên vật liệu A chẳng hạn, đúng không? Đấy. Thế nhưng mà lại có rất là công ty mình lại mua rất là nhiều ở các nhà cung cấp khác nhau. Đấy. Chỉ một sản phẩm thôi, một nguyên vật liệu thôi. Thế nhưng mình có thể mua đập ở nhà A, nhà B, nhà C, tất cả các đấy đều có. Và ở trong đấy nó thì giá bao nhiêu, đúng không? Giá bao nhiêu hay địa chỉ như nào, liên lạc như nào, hay là thanh toán như nào, thì tất cả cái thông tin đấy đều có hết. Đấy, đúng không? Thì em có thể nói là như thế. Em vừa nói là ví dụ như là bây giờ là có một sản phẩm, có một nguyên vật liệu giống nhau. Thế nhưng ở công ty chúng ta đang mua ở các nhà cung cấp khác nhau, như là công ty ABCD rất là nhiều như thế đó, đúng không? Thì như vậy nếu mà chúng ta không có hệ thống này, ta rất là khó quản lý được những cái thông tin như vậy à, đấy. Cho nên bây giờ ở trên hệ thống này, mọi người mà đi vào cái số 2 này đấy, mọi người sẽ có biết được những thông tin như thế nào đấy à, những thông tin, những địa chỉ, những hoặc là nhà cung cấp nào đang bán à, bán sẵn à, bán nguyên vật liệu nào đấy, mình sẽ biết được hết những cái thông tin như thế, hiểu chưa? Bây giờ em thử giải thích nào, em thử giải thích cái số 2 nào, theo cái chiều hướng như thế chẳng hạn. Bạn ok huấn lê ở tốt cấp hơn huấn trả tê ca Và xin tốt cấp hơn huấn và trả tê ca phong cấp ở tê mà ni is sao cung cấp sợ mà mà nhìn tê phải không, cung cấp thả ra mà mà nhìn phải tê không, liệu có rất hoặc là chúng ta bản là thân, hoặc nhiều là cái em giải thích nhánh. nhấn mạnh là thì cụ đi gặp và khát chân huấn trà chén này, khát chân huấn trà nên nên có nghĩa là cùng 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 một cái sản phẩm, đúng không? Cụ đi gặp hăng ọp chè so mát cụ mẹ hăng nâng cỏ như cô, chúng ta không phải là chỉ mua một nhà cung cấp đúng không, hăng ọp chè so cụ mẹ hăng nâng cỏ như cô mà thì giờ đó cũng cứ bể gió cụ mẹ hăng cụ sẻo mà chúng ta sẽ mua thì đang mua ở nhiều những cái gì cung cấp khác nhau, đúng không? Đó, cứ thế do cứ thế do istemi opsimion uriga alirika nó mu ở đâu vậy không? Đó, cứ nói thế, chỉ cứ uriga istemuro quản lý học hủy sẻ. Cứ thế do ilmon hết chú đo cả số à, nên chúng ta vào cái số 2 này cho làm sao đấy? Oton oton này ông ấy ai chỉ sẻ à, cứ cứ có thể điều kia chú miệng để chưa hiểu không? Là thả xin mà đeo gì đó, thả xin mà đeo gì đó. À, thì khát chân vấn Cả trả thân đến vẫn trả tê ca ừ. cả thân vẫn trả tê nên ham nọc tê phải sao Ấy cụ soman mẹ hà nâng ừ, đúng quả là gì ấy ra soman nó han cả ọp chê ấy soman tức là chỉ một thân cái gì đó tê phải nhập sao cấp mắn đúng không à, han ọp chê ấy soman đấy cụ mẹ hà nâng quả à hà như ni cô cô à rồi mẹ nhưng gọi như cô mà do rồi do đó thì giờ rõ đó cũng cứ ập về sau bố mẹ học có phải rồi ừ học cứ hồi để trả đấy sau rồi đó cung cấp cha quản lý ca à chú ở đó vào ừ có cho rồi rồi à. cứ Nhưng mà bây giờ có cái cứ ống này thì chúng ta quản lý dễ hơn này à, bây giờ mọi người vào số 2 thì làm sao sao gì này. chuẩn chuẩn về đi quản lý system thuộc bên này cho thiết kế quản lý hết Đó, sức rồi không ok, và lý hát sử dụng. Đó, học tiếp. đi bọn này từ đó À, cảm nhận nhìn vào đây từ đó cảm nhận. cung cấp tê chữ số y na giải lạc cho anh sử cố vẫn ra tê thảo các ở mai mình chi học kinh hai sử rồi. Cứ để đó. 진짜 이 시스템에 뭐 도입하면은 진짜 뭐 구매 관리 더 쉽네요. 쉬워지겠네요. 아 그리고 제가 궁금한 것도 있어요. 뭐야? 네, 뭐라고 하세요? 아, 8번은 반품이에요. 이거 무슨 뜻이에요? 제가 이해 못해요. 공급자가 원자재 등 납품 해서 불량품이 만약 있으면 그
반품 요청 할수 있어요. 반품 요청할 수 있어요. 반품은 요청하면은 한변에 들어가서 우리가 그냥 신청하면 돼요? 아니면 뭐 어떻게 신청해요? 반품을 하려면 알려주세요. 시스템으로 하면은 어떻게 신청해요? Chỗ công ty em là sẽ liên hệ với thu mua, để thu mua tự liên hệ với nhà cung cấp thôi. Nhưng mà bây giờ có hệ thống rồi làm nào? Ok, chứ đấy là nhà em không không dùng hệ thống đúng không? Nhưng bây giờ người ta dùng hệ thống. Nếu mà em dùng hệ thống thì chắc chắn em không không phải tự liên lạc được trong thu mua cả. Em chỉ cần vào hệ thống em đăng ký là này bị lỗi như thế này, tôi muốn trả lại với nhà cung cấp, thì lúc đấy một người mua hàng sẽ lên hệ thống check đúng không? Check thấy lên người lệnh mua hàng sẽ lên hệ thống check thấy là em có yêu cầu như thế thì họ sẽ tự động liên lạc sang bên nhà cung cấp và thì và trả lại hàng đúng không? Đấy thì em nói như thế là được đúng không? Còn kia là em không có hệ thống nên em mới phải tự liên lạc cho kia đúng không? Có hệ thống cần gì lên hệ thống đăng ký phát là biết ngay. Nào, có Từ tập tiếp. đam anh bên em ở cảm nhận cung cấp ra của đức quốc cơ bản cơ bồi lăng phun cung cấp hành ập thế nên của đức cô chọn cái nhà cung cấp mà nó giao hạn lỗi. Em bảo là ví dụ em có thể giải thích là ví dụ như bây giờ là khi mà mình nhận nhận vật liệu về nhận từ nhà cung cấp về đúng không, mà mình phát hiện ra là sẽ có hàng lỗi đúng không, hàng lỗi mà mình không sử dụng được cái sản phẩm cái nguyên vật liệu nữa thì lúc đấy mình sẽ phải trả hàng đúng không, đó thì mình trả hàng. Thì bây giờ nếu mà mình muốn đăng ký trả hàng thì mình chỉ cần vào cái mục số 8 của cái hệ thống đấy thôi và mình đăng ký trả hàng ở trên hệ thống đấy. Sau đó nhân viên mua hàng sẽ biết được cái việc là mình đang muốn trả trả hàng ở trên hệ thống và sau nhân viên mua hàng tự động sẽ liên hệ sang nhà cung cấp và tiến hành cái việc trả trả hàng đúng không? Đó, em giải thích như thế nhưng ví dụ em giải thích như thế. Cung cấp ở trên nên quỹ lăng phun nên nạp phu hai nên còn u phan phan bon nghe từ đó cả cho phản phun giữa trong hai sự sợ cứ cứ đi cứ thả mê Mẹ. phụ mê chịu ơn nên thông bố đến và ta có cung cấp ở trên Cho thêm cái từ giờ hệ là thống nữa đi. khảo À, của mẹ team chỉ muốn lên system에서 nạp phun trọng bộ đấy, thả tha gà chủ bộ. Có nghĩa là gì? Nhân viên mua hàng sẽ nhận được thông tin trả hàng ở trên hệ thống, đúng không? Sau đó sẽ bắt hệ đầu thống sau rồi mới liên hệ sang bên nhà cung cấp để trả hàng các thứ kiểu đấy đúng không? Thì em nói như nào? Team chỉ muốn đến của system mẹ sẽ hệ quên thống ở system nạp về sao phản phương chọn gì nạp system phản hệ thống phun nạp chọn phun trọng bộ bộ nạp phun chọn bộ đến phát ta chỉ cố đấy phát ta cả chỉ bố phát ta cả chỉ cố rồi bắt đầu cung cấp ở dạy là kèo sò là đó thì liên lạc sang bên nhà cung cấp phản rồi phun dự dự cu hàn phản xuân phun dự cu yêu cầu trả hàng yêu cầu trả hàng hàn xuân phân dụ chờ cung phân hàn gì xuân ta xích khi đạt cũng được hàn xuân xích chờ cho trả hàng đúng không hàn xuân xích xích chờ nào thả xin chọn đi hay bố thì là sắp xếp lại cái phần đấy thôi nào. Đầu cung cấp tiên ập là gì? thế nên Em vẫn phải nói ở cái từ cái giai đoạn là thấp trường hợp là mình thì object thả chế thôi hạt tân huế đúng không, sau khi nhận hàng từ bên gì bên nhà cung cấp về thì lang ấy thì phải xem khăn kiểu ngu đúng không, thì trong trường hợp nhận xong rồi về phát sinh lỗi thì lúc đấy cứ te u đi cát hai bon nế từ đó khả so lúc đấy chúng ta sẽ đi vào cái hai bon này đúng không hai bon từ đó khả so hàn phương mới xin cho hiểu đó cứ thả mẹ cứ vui vui mẹ team chỉ muốn đến stem에서 반품 요청 정보를 받을 수 있어요. Đó, khi lúc đấy là cái nhân viên mua hàng sẽ có thể nhận được cái thông tin yêu cầu
chẳng hạn đúng không? 그리고 구매팀 직원이 업체에 연락해서 반품을 진행해요. 아니면 반품은 시켜요. Lúc đấy mình cũng đi bắt đầu là nhân viên mua hàng sẽ liên lạc sang bên nhà cung cấp rồi thì cho trả hàng, cho là trả hàng đúng không, làm cho trả hàng lại đúng không, đó là có tất kia mà đấy không, mà đấy một thứ là xin mà đấy một thứ đó. công thức업체에서 원자재를 받은 후 불량품을 발생한 경우 그때는 우리가 8번으로 들어가면 반품 요청해요. 그 다음에 구매 직원은 시스템에 팀에 반품 요청 정보를 반품 요청 시스템에서 정보를 반품 요청 정보를 발송 수 있는데 받아가지고 받아가지고 어디 업체 공급 업체에 연락해서 반품시켜요. 나 반품시켜. 네. 그렇구나. 제가 이해했습니다. 그리고 뭐가 3번은 구매 요청이에요. 한번 근데 보통이 우리가 원자재를 요청하려면은 그냥 구매 요청서를 작성해서 구매팀에 넘기면 돼요. 근데 지금 이 시스템이 있으면은 우리가 어떻게 해야 돼요? 어떻게 작업해야 돼요? 구체적으로 설명해 주세요. 우리가 원자를 구매하면 손에 들어가서 신청할 수 있어요. 구매 직접 작성할 수 그 lúc mà thầy있어요. hỏi thầy có그 다음에 kiểu như lúc thầy hỏi thầy có bảo rằng là bình thường như là thì bình thường chúng ta muốn ra chơi guime haiderman, bình thường khi chúng ta muốn mua vật liệu đúng không, mình chỉ cần làm guime yo cho chơi작성해서 구매팀에 넘기면 돼요. tức là thầy đang nói ra cái như theo quy trình bình thường là nếu mà muốn mua nguyên vật liệu thì mình chỉ cần viết một cái phiếu là gì, phiếu yêu cầu đề nghị mua hàng đúng không, sau mình nộp ghi tạc tức là mình gửi sang bên trên bên phòng mua hàng là được đúng không. Đấy thì nhưng mà bây giờ có hệ thống này, kronte e-systemi isumyeon uriga otteokke jakkeop haeya deyo, thì bây giờ có hệ thống này chúng ta sẽ phải jakkeop hay là phải thao tác như nào như nào đúng không. Thì bây giờ guje-jeokguro seolmyeonhae juseyo, thì bây giờ em phải giải thích cụ thể cho thầy. Thì khi khi mà thầy hỏi như thế xong đúng không, thầy nói ra thì hiện tại bây giờ là như này và bây giờ phải làm như nào. Đấy, khi mà em tiếp nhận thông tin như thế xong thì em sẽ phải trả lời rằng em phải phủ định, em sẽ phủ định luôn, em phải phủ định gạt luôn cái việc là bây giờ em bảo là bây giờ mình không phải gì nhỉ, không phải viết cái cú me yếu trong so nữa đúng không, mình không phải viết cái cú me yếu trong so đấy nữa, mà mình chỉ cần vào hệ thống như thế này thôi và mình đăng ký mua hàng các thứ trên hệ thống này thôi, và nhân viên mua hàng họ sẽ tự tiếp nhận được thông tin đấy và họ sẽ tự tiến hành mua hàng, mình không phải gì không phải viết giấy hay viết gì hết cả đúng không. Đấy, em sẽ phải phủ nhận cái việc đấy đi, tại vì bây giờ đang không có hệ thống là mình phải viết một cái tờ giấy đúng không, tờ giấy xong mình gửi sang bên mua hàng, bây giờ mình không phải viết cái tờ giấy đi nữa. Đấy, mình sẽ phải phủ định cái điều đấy đi trước, sau bắt đầu em mình hướng dẫn người ta thao tác làm ở trên hệ thống, như thế thì nó mới là ok nhất nhá. Thì đây bây giờ em sẽ phủ định nó như nào, là bây giờ không phải viết viết ở trên giấy nữa đâu đúng không, không phải viết trên giấy nữa đâu. Đấy, nói nào.이 시스템이 있으면 구매 요청서를 작성할 필요 없습니다. 우리 그냥 우리 3번에서만 들어가서 3번에 직접 좀 가서 요청하고 직접 요청하고 나서 구매 직원들이 구매 직원들이 발주서를 받을 수 있어요. 이렇게 되어 있네요.
chưa hiểu được rõ là chưa nói được rõ đúng không, kiểu như này tức là chúng ta 구매 요청서를 종이로 작성한 할거 필요 없어요 à đúng không, bây giờ mình không phải lập cái phiếu mua hàng bằng cái giấy nữa à, 구매 요청서를 종이로 작성할 필요 없어요 sẽ nói như thế đúng không, không cần làm bằng giấy nữa à, 지금 그냥 시스템 3번에 들어가서 à, bây giờ mình chỉ cần vào cái số thì à, cái số 3 ở trên hệ thống này 3번 à, thì system 3번에 들어가서 구매 요청 정보를 입력하면 돼요. À, mình chỉ cần nhập những cái thông tin yêu cầu mua hàng trên đấy thôi. 구매 요청 정보 입력하기만 하면 돼요. 그때 구매팀 직원은 그 정보를 받아가지고 구매를 진행할 겁니다. 아, sau lúc đấy là tính nhân viên mua hàng sẽ tiếp nhận được thông tin như vậy thì họ sẽ tiến hành mua mua hàng thôi đúng không? Đó. Đó. 그리고 나중에 우리가 구매 요청 하는 건이 관리 터슈예요. Sau này mình cũng quản lý cái việc là mua hàng này nó cũng sẽ gọi là dễ hơn đúng không? Dễ hơn. Đó. Đó. Nào, 어떻게 말해요? 나 다시 말해볼게요. Nói lại. 앞으로 구매 동의표 작성할 필요가 없습니다. 그냥 이 시스템의 3번에 들어가서 구매 요청 정보를 입력하면 돼요. 그 다음에 구매 요청 정보를 받아서 구매 진행 할 거예요. 구매 진행한 거예요. 아, 구매 그럼 진행할 거예요. 앞으로 구매 요청서 관리 더 아, 수고해요. 쉬운 거예요. 앞으로 우리의 구매 요청서 관리 더 수고해요. 사람이 관리 그 việc yêu cầu mua hàng sẽ dễ hơn. 구독구나 다 이해했습니다. 고맙습니다. 설명해 주셔서 감사합니다. hiểu về cái nội dung này chưa? Đó, sau rồi về mà nếu mà em quay video của cái này thì em tự hỏi tự trả lời nhé. Tự hỏi tự trả lời vậy. Rồi, ok. 다음에 우리가 오는 문법 뭐야? 기술다. 기술다. 네, 돼. 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 이 단. 돼. 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 돼.
subscribe cộng với động từ không? Subscribe cộng với động từ thì tức là như nào? Làm Mình một cái gì đó dễ dàng đúng làm cái gì đó một cách dễ dàng đúng không? Thế nhưng mà còn cái khi suýt tài thì nó không? sẽ Dạ. thiên về cái việc là sẽ xảy ra một cái điều gì đó không tốt, dễ xảy ra một điều gì đó không tốt. Ví dụ như là dễ bị ngã, dễ bị trơn, dễ bị tai nạn, dễ bị phát sinh cái này, dễ bị phát sinh cái kia, dễ dễ bị ốm, dễ bị đau, cái kiểu như thế đúng không? Dễ xảy ra điều gì không tốt. Đấy, chúng ta phân biệt hai cái này nhé. Nào bây giờ nào thì cho thầy này. Sếp ơi, em thấy kế hoạch mua hàng bên mình đang có vấn đề đó. Như cô mẹ kéo hay cưng những cái ca in nên có tập thể không? Cú mê kế hoạch. Ê, đi, em đọc trong trăm đúng không? Cú mê kế hoạch kế vốn chơi nhưng gọi cả thấy không? Lần nào đặt hàng về sản xuất xong cũng thừa rất nhiều. Rồi, là lần nào đặt hàng về sản xuất cũng bị thừa rất nhiều. Lần nào đặt hàng về cũng bị thừa rất nhiều là sao? Đâu rồi? Về có khi Nhà em đang hơi hơi ổn này thầy có nghe thấy gì đâu? à, mình đây
sản xuất Ờ, không nào, có được. lần nào đặt hàng về sản xuất xong cũng bị thừa rất nhiều. Đặt hàng về vẫn cho vẫn cho tê ca thật thật cho thơ cây xanh thẳng thu thuộc bạn đi. À, thì đặt hàng xong rồi sản xuất, đặt hàng sản xuất xong thì thấy bị thừa nhiều, nói nào, chúng luôn thể do xem fan than tu về, đúng không? Thì đâu làm sao thừa nhiều? Bạn đi nắm mắt rồi. À, mà đi nhà mắt sấy không, đúng không? À, vì mè lần Mình nào nó gọi là mè bon, mỗi lần đấy, mè nằm bon, à mè mọ, mè bon muốn ra tiền đâu, chúng luôn thể do xem fan hao cố. Xem san hao cố dùng từ cũng được, xem san hao cố xong rồi đúng không, xem san hao cố bán như nào mắc phải không đó. À, đặt hàng xong rồi sản xuất và dư thừa rất là nhiều, thừa lên đến tận 20% cơ. Ship đó chứ nắm mắt có tên nhỏ Ishikuro kashi namaste yo. Ishikuro kashi namaste yo. À, làm mắt đấy không? Tiếp. À, trong đó tỷ lệ hao hụt cho phép bên mình chỉ là 5 đến 10% thôi ạ. hao hụt rồi sao Cái sự hao hụt, à, loss, loss yield. là à, Có nghĩa là cái từ lô loss có nghĩa là khi mà mình em sản xuất ra 10 con sản phẩm đúng không? Chắc chắn 10 con sản phẩm đấy nó sẽ có một cái bị hao hụt về nguyên vật liệu rồi đấy, cho nên người ta thường người ta sẽ cộng thêm cho 5 hoặc 10% vào cái lúc mà mua vật liệu đấy, để tránh trường hợp nó bị thiếu xong rồi mình không có vật liệu để bù ấy. Đấy, thì thường là người ta sẽ tính toán vật liệu ấy, sẽ tính như vậy nhá. Đấy. Thì ở đây nó như nào thì mình sẽ nói như là tỷ lệ hao hụt là loss loss unit, tức là cái từ loss của mình. Loss trong tiếng tiếng Anh ấy, là từ bị mất mát rồi, bị mất mát đi ấy, đúng không? Tỷ lệ mất mát, tỷ lệ hao hụt đấy đó. Product số tư yu Ừ. o pro to thoát Rồi, sức pro ca sĩ opuro, rồi, sipun, cả chi. Y có tình yeah nhau. À, yeah y có tình nhau. Chúng ta kiểu giống như là đang muốn thông báo đó. Trong đó, hoặc là y chan này o, trong đó, cực chung nghe lô sư, nô sư yu đơ, nô sư uri huê sa nô sư yu đơ, opuro, sipuro, cả chi, y chan này o. À, trong đó cái tỷ lệ hao của công ty à, của công ty mình nó là tận 5 đến 10% các bạn, đúng không? Ừ. Nếu cứ như thế này thì rất dễ dẫn đến sử dụng lãng phí ạ. Tôi đã cảm nhận À. nặng lý hà kê sai ông hà kê chi rồi. Rồi, Iroke, à, Iroke kha ta ca bổ nha. Chúng ta có dùng cấu trúc là thả ca bổ Hãy nhân. subscribe À. cho Iroke đó chế ta tả ra cũng nhau. Nếu cứ cứ liên tục làm như thế này đúng không, thì buồn ra sẽ rất đáng bi hà kế sai ông ha kỳ suy quẩy không, thì sẽ dễ bị sử dụng cái vật liệu lãng phí. Tà hàng tồn ở công ty ngày càng nhiều vào cuối năm không xử lý được đâu. quên mà đây thế cô nhàng nghi mà na so thôi đi hạ chi một thiều thôi đi một thiều Hàng tồn ở công ty ngày càng nhiều. thế cô nhàng nghi Ừ, thế mà na thế cô cô. À, thế cô để anh nghĩ. Càng ngày càng mà na nhiều. thế cô na ma ta mà na thế cô À, hoặc là nó cho cái từ thọ Úc, và nó thọ Úc là na chỉ cô. thôi. Cái từ thọ Úc này càng ngày càng thọ. Hoặc là em nếu không thì em phải dùng là khán su đốc ở, ở đầu đúng không? Khán su đốc. À, khăn su đốc mà na chỉ cô tà cũng được, à, càng ngày càng nhiều ở thấu mà na chỉ cô yon mà đây cho đi một thẻ cuối cuối năm không không xử lý được, yon mà đây cho đi một thẻ. À, sếp thì sếp xem lại cách tính nguyên vật liệu của nhân viên mua hàng đi ạ. À, có vấn đề đó ở đó đấy. Chị mê chị quân nghe chị mê chị quân nghe quận trà tre đến khẽ xanh bọc bên thái si hắc kinh hai triệu Thả si bắc kinh theo bố sĩ học. Thả si bắc kinh theo bố hai sĩ học. triệu Còn à, hoặc là vì cú mê chim. Cú mê chim mê sao quân ra chết.
원자재 계산 방법을 다시 확인해 보세요. 아, 그 문제 ở đó đấy. 문제가 아, 있어요. 거기에 문제가 있어요. 거기에 오케이. 문제가 있거든요. 근데 엄마 지금 không báo không được. 오케이. 거기에 문제가 있거든요. 있으니까요. 어떤데? 있을까요? 거기에 문제가 있으니까요. 있거든요. 그니까요. 나 다시 문제가 말해보세요. 처음부터 끝까지 다시 말해보세요. 있으니까요. 나 말할 때 나오고요. 처음부터 다시. 사장님, 구매 계획은 문제가 있어요. 매번 주문해서 생산한 후에 원자재가 많이 남았어요. 20%까지 남았어요. 그 중에 하락 아, 로스율은 로스율을 5%에서 10%까지 있잖아요. 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 50% 있잖아요. 이렇게 하다가 보면 원자재가 낭비하게 사용하기 쉬워요. 쉬워요. 쉽다고 쉬워요. 그리고 재고량은 더욱 많아지고 연말에 처리 못해요. 사장님이 구매 직원 원자재 개선 방법을 다시 확인해 보세요. 문제가 있으니까요. 거기 문제가 있을까요? 오케이. 거기에 문제가 있으니까 tại ở đó nữa ý ở đó tức là nhắc Đó. lại cái chỗ ở đó là ở cái chỗ tính 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 nguyên vật liệu đấy. Ok. 거기에 문제 있거든요. 문제가 있습니다. 있을까요? là ok 다음에 Nam ơi, mã vật liệu 123 có một nhà cung cấp thôi đúng không? Nam nha. 123 Đi xăm nên em nhấn mạnh nên원자재는 공급 하나밖에 없죠? là cung cấp option 하나밖에 없어요. 없지요. 없어요? 없지요. 없어요? Nếu vậy thì없죠? chúng ta dễ rơi vào tình huống khó. Kurama. 그러면 어려운 상황에 빠지기 쉬워요. 를 빠지기 어려운 쉬워요. 상황에 빠지기 쉬워요. 빠지다. 빠지기 쉬워요. 빠지다, 저희 다 빠지다, 빠지기 쉬워요. tiếp em nên tìm thêm 2-3 nhà cung cấp nữa đi. Tu xe kê tho, tu xe kê tho. Cha ta bố xe, cha ta bố xe cũng được. Hoặc là tí bố xe cũng được, nhưng trong văn nói cứ cha ta bố xe là được. Không giúp học chế được, tu xe tho, cha ta bố xe. Đó. Mình phải tìm đa dạng nhà cung cấp lên, nếu không sau này có vấn đề như hôm nay là tất cả chúng ta đều mệt mỏi lắm. Mình phải tìm đa dạng nhà cung cấp lên. Cung cấp daya hage haya haya he hat haya 자야 해. 지역에 다양한 하는데 안 그러면 그러면 nếu không như vậy안 그러면 nếu không như vậy thì안 sau này có vấn đề như그러면 hôm nay là mình tất cả đều mệt mỏi.안 그러면 앞으로 오늘 참 문제가 나중에 오는 처럼 문제가 내가 있으면
그러면 우리 다 힘들어요. 힘들어요. 안 그러면 나중에 오늘처럼 문제가 있으면 우리가 다 힘들어요. Ví dụ nhà cung cấp A bảo là không có thì mình sẽ liên hệ cho nhà cung cấp B hoặc CD để nhập vật liệu về nhanh nhất có thể chứ. Yeren sera A 공급 업체 원자재가 없으면 없다고 하면 nếu nói rằng없다고 하면 원자재 없다고 하면 thì ta sẽ nói là cung cấp 업체에서 mình sẽ A 업체에서 없다고 하면 đấy. Nếu ở cái nhà cung cấp A mà nói rằng là không có đúng không?없다고 하면 thì làm sao? Sẽ liên lạc cho B, C, D để nhập vật liệu ít nhất có thể. CCD 급 업체 등 연락처 Rồi, BCD 4,4 업체 để lại đó. Cả trăm ba4,4 nhanh nhất có thể. Nhanh nhất có thể nói빠르게 원자재를 입고 해 주세요. 가장 빠르게 원자재들을 또 해주세요. à, sẽ liên입고 lạc cho해 nhà cung cấp để nhập알고 rồi nhập해 vật liệu về nhanh nhất có thể chứ.했잖아. Rồi opta của Amion PCD OJ để cho thuê thủ đốc được có thể đến cho tiền nhanh nhất có thể đến mức có thể thuê thủ đốc từng cái thuê thủ đốc là đến mức có thể đúng không? Thuê thủ đốc khả trang ta đưa thì nhập vật liệu về nhập vật liệu 원자재는 입고 원자재를 입고 thì hai해 triệu chứ 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 đúng không chứ từ cái gì nhanh nhất có thể chứ thì thủ đốc khả thăm bà rưu kế quần đà thì trong trường hợp này dùng một chủ môn hoặc là ipco hoặc chất từ ipco nếu bà không có thì mình sẽ thế này này rồi sẽ đã đúng không sẽ hay coi hiểu đi đúng không hay coi hiểu cũng được sẽ hay có liên hệ để các cái đề đây nó là cái cấu trúc ảo so ấy, thì nó ảo so những người ta này đúng không liên lạc rồi đúng không chúng ta nếu mà bạn không có thì chúng ta lạc sẽ hệ liên lạc cho nhà cung cấp BC rồi nhập rồi thì rồi sẽ nhập cái vật liệu là về nhanh đến mức có thể đúng không đấy. Thì cái ảo so những nó dịch là để đó hoặc nếu em muốn dùng để trong trường hợp này thì em lại phải cho cái vế này vế sau này lên trên trước là vế thủ đốc khả tăng và thứ thế muốn ra dưới đất ipco haki vỉa đúng không đấy a b c d chế lắc hay có hiểu đấy hay suy hay cũng được nên trong là họ hay có thể nếu nó bảo này thì mình cũng vẫn có thể đúng không mình vẫn có thể là liên lạc cho nhà bcd rồi thì nhập về nhanh nhất có thể đúng không Để mình dùng hai suy cho cũng hắn suy chỉ ở hắn suy chỉ ở hắn suy chỉ chứ đó thì thủ động khả năng bá đưa cái quân gia thế rất ít có hắn suy chỉ còn để còn bio thì hàng tháng mình cứ chia đều cho cả ba nhà cung cấp phải chứ thôi hàng chút sửa nên nên hỏi bio nên hỏi pio pio yêu nên pio nên mẹ ta mẹ tay không cung cấp thế Object cung cấp object c c kê thế c kê đúng không chúng ta vẫn dùng là cung cấp object object c kê đúng không thì chia đều là nanu theo cố đưa kê cố là đưa phải không kê cái từ cố đưa tả ấy có hai nghĩa một nghĩa là lựa chọn một nghĩa là đều nếu mà đúng trong trường hợp đó là tính từ thì mình sẽ dịch là đều nghĩa là gì chia đều đúng không khu thư kế vậy đó chia đều cho ba nhà cung cấp object c kế cố đưa kế đạt rồi nhà nào thường xuyên ra muộn thì mình cho ít bio thổi thôi hoặc cắt luôn tìm nhà cung cấp mới Là chú nịch kê anh là chú à chu định kế ok đâu phải nạp khung được chứ
자수 늦게 납품 뒤 하는 업체는 mình sẽ cho lên đầu mình nhấn mạnh cái gì những cái nhà cung cấp mà giao muộn đúng không? Chào chú đừng kê nạp xuống hai nhân ọc thế nên đấy, những cái nhà cung cấp mà thường giao muộn thì làm sao? Thiếu thì cho Ôi, ít nghe yêu đó thôi. ơi. Ôi, cứu tôi. Hả? Thì cứ cái mà đây thì nó to lên xem nào. Thì thiếu thổ cơm man chú gỗ chú còn na thổ cơm man phiêu chỗ cơm man chung còn na hoặc là gì cắt luôn Thầy đó, thầy nói lại giúp em luôn. mạng nó chán đấy Dạ. nào gì nào chúng ta sẽ cho cái chủ ngữ lên đầu trước đúng không chủ ngữ chính là gì thả chú Ok. và được kế thì làm không Đọc khác nên xuân ở thế mình. nên để mình nhấn mạnh cái chủ ngữ này như thế xong bắt đầu mình nói là gì cho một chút thì Chúc thả chu được kế nạp phương thả chu được kế nạp phương ở thế nên làm sao đây cho một chút bio thôi bio cố cơm man chu vào na cho là một hoặc là cắt luôn cắt là gì thả rư tả cũng được thả rư tả thả rư gỗ thả là kiểu cắt bỏ đi luôn giống như đuổi việc luôn đấy đó thả là được thả là bỏ đâu cắt nó luôn đi thả rư gỗ hoặc là rồi và tìm nhà mới là xe ở vùng đất ở trên gì Thật thà thà. thả thả bài tìm nhà mới luôn vậy sau này mình không phải phụ thuộc vào ai cả Thì là đó. vậy sau này Từ cứ đón đầu nhớ sau nha. nhà chúng nhé Apuro chung nghe. Ủa cái Apuro với nào chung nghe. Mình bị thôi. cái nhà chúng ấy nó mang tính gần hơn là Apuro với lại Apuro nó mang tính kiểu lâu dài hơn Apuro là chúng nghe đúng không Nè chưa nghe. Đó, cứ đó miết là chúng em sao đây không phải phụ thuộc ai cả bất cứ ai á mu À mua. c ọc c á mu ọc c cái từ á mu đấy cộng với một danh từ thì là bất cứ cái gì đấy đúng không không phải phụ thuộc vào bất Ok. cứ một cái nhà cung cấp nào á mu ọc c gì nữa phụ thuộc là gì Ừ chôn. trời ơi thôi ủy chôn hai chữ nhà lên khỏi lời của sếp thì mình sẽ dùng nhập cho nên nói chung là áo mũ học chê ủy chôn hai chữ nhà lên khỏi thà xì mà đem có thể thà xì Năm năm mà à. nam à Đi thăm quần trà chê nướng hình cúc chê hát nó thật chê ọc ọc học cho ọc xoáy ọc chô học xíu à, cứ lắm học ọc chô nó gọi cái xíu chế rồi cứ lắm nhân ở luôn thẳng hoàng nghe ba chi 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 rồi nó ở cúc ọc chê thử chê chê thò cha cha hè ta sao bố xíu ta thả ta tập vừa thả ta thả ta bạn ta 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 cung cấp thái ăn là kê ta ta cố từ anh nhân anh tôi đồng nhân anh tôi đồng nhân mình ở ổn định sau đó mình sẽ ca mình sẽ ra mình sẽ ca Nếu nếu không anh cứ đòi nhon thả nhân chúng nghe ở nhà chúng nghe ổn nên chờ đó nghe nếu nếu như nếu không vậy nếu như vậy thì nên sau sao này đâu có vấn đề giống như hôm nay thì chúng ta rất là chúng ta đều mệt mỏi hết anh cứ đang nhau nói chung nghe ổn định sao đâu mình chơi ca được chơi nhau ổn định thái hiểu rồi giờ đến từ đó cung cấp
ấy A cùng cấp A ở cùng cấp trên có nên để so đi ấy bạn. cùng cấp ở trên sao vẫn ra chơi ca ở cả cô hà nhân khi đi đi cùng cấp ở trên là khé sao vẫn ra chơi đứng thế tôi rất khả năng phát đi cái ít cô hát sử dụng khi ông nên tay cung cấp ập chế thể kế khổ đưa kế nàng hoa rồi Nản rồi ạ, thủ tư chết nàng hoa được rồi rồi không? ta chú nịch kế nạp chung hà nâng ập chế nâng thì ô chỗ cơ mai quả ná ta đưa cô xe cung cấp ập chế đứng chắc chá bỏ cứ ra mèo nà chung nghe à mua ập chế ủi chôn hát chi à như coi ạ. Rồi, ok, chào các xin tá. 또 이거는 다시 정리해가지고 연습해보세요. 뭐라고요? 네. 약속. 아, 연락이 니만 뭐라고? 알아와요. 아, 어려워요? 아, 어렵지 않아. 이런 말은 너무 쉬워. 더 어려운 거 있어. 더 어려운 거 많이 있어. 심지어 동력하면은 어려운 것 엄청 뭐 많아요. 이 정도는 어렵지 않아. 오케이, 오늘 수업 여기까지 마치겠습니다. 숙제를 꼭 해주세요. 오늘 숙제 보냈지. 안녕히 계세요. 다음 시간 다시 봐요. 네, 감사합니다. 수고했습니다.